Theo lãnh đạo công an huyện Hương Khê, Quỳnh, Lý, Huyền bị khởi tố do đã đưa vào phòng hát 5 viên thuốc lắc. Thời điểm công an kiểm tra, số thuốc này chưa sử dụng hết. Trước đó khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê đột kích quán karaoke Dubai ở thị trấn Hương Khê, phát hiện 6 nam và 7 nữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thì cảnh sát thu giữ một gói ni lông màu xanh chứa thảo mộc khô màu nâu, cỏ Mỹ, 3 viên nén màu xám hình lục giác là ma túy tổng hợp, một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng ma túy. 13 người đều có phản ứng dương tính với chất ma túy. Họ khai là thuê phòng của quán karaoke để tổ chức tiệc ma túy để mừng sinh nhật bạn.